Amazon ra mắt thuật toán thông minh giúp thử đồ mà không cần mặt. Nhà vệ sinh độc đáo dùng phân trồng hoa rồi tạo hương. Khung cảnh đêm ở Toledo được công nhận đẹp nhất thế giới. Webtoon lấy cảm hứng từ BTS đạt 15 triệu lượt xem trong vòng 48 giờ. Mèo nỉ siêu thật dưới bàn tay nghệ sĩ Nhật Bản. Hello hello, xin chào năm anh em đang khóng hớt trước màn hình của chương trình bất ngờ chưa trên kênh Thế Giới đó Đây Vâng anh em thân mến, trong mỗi chương trình thì chúng tôi sẽ luôn gửi tới anh em những thông tin, sự kiện kỳ lạ, vô cùng thú vị Những câu chuyện tưởng như không bao giờ xảy ra, thế nhưng lại có thật đó nha Và hãy cùng chúng tôi đón xem trong chương trình ngày hôm nay để xem những thông tin thú vị như thế nào sẽ được gửi tới anh em nhé Còn bây giờ, xin mời anh em sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay Amazon ra mắt thuật toán thông minh giúp thử đồ mà không cần mặt. Mới đây Amazon đã ra mắt một chiếc tủ kỳ diệu trong phòng thử đồ tại các cửa hàng với thuật toán thông minh giúp người mua có thể thử đồ hoặc cần mặt. Nhà bán lẻ trực tuyến này đang nỗ lực thực hiện các việc phát triển kinh doanh thời trang của mình. Với diện tích 2.787m2, cửa hàng phong cách Amazon gần Los Angeles được quy hoạch nhỏ hơn cửa hàng bách hóa điển hình. Các mặt hàng mẫu được nằm trên giá đỡ và khách hàng sẽ quét mã bằng ứng dụng di động của Amazon để chọn màu sắc và kích thước họ muốn để thử quần áo người mua sắm và xếp hàng ảo cho một phòng thử đồ mà họ sẽ mở khóa bằng điện thoại thông minh khi phòng thử đồ đã được sẵn sàng. Bên trong mỗi phòng thay đồ đều có màn hình cảm ứng cho phép người mua sắm yêu cầu thêm các mặt hàng mà họ muốn. Màn hình cảm ứng cũng sẽ đề xuất các mặt hàng cho người mua sắm. Amazon sẽ giữ bản ghi mọi mặt hàng mà khách hàng quét để thuật toán của nó được cá nhân hóa các đề xuất và quần áo. Người mua hàng cũng có thể điền vào bản khảo sát và phong cách. Vào thời điểm họ đến phòng thử đồ, nhân viên đã ký gửi các mặt hàng yêu cầu của khách hàng và những mặt hàng khác mà Amazon đã chọn. Amazon cho biết người mua hàng có thể chọn không tham gia với sự trợ giúp của nhân viên hướng dẫn. Nhà vệ sinh độc đáo dùng phân trồng hoa rồi tạo hương Nhà thiết kế Igos Lodi với nhóm thiết kế Zeltini của ông đã tạo ra một nhà vệ sinh có tên gọi là Baoliu. Đây là một nhà vệ sinh có thiết kế độc đáo như một ngôi đền và được tạo ra thuận theo nguyên lý, vòng tuần hoàn của tự nhiên. Nó có thiết kế rất đơn giản, một nhà vệ sinh ủ phân được bao bọc bên trong một căn phòng gỗ nhỏ sử dụng phân để bón cho khu vườn trên mái nơi sẽ cung cấp hương thơm của hoa cho người bên trong có thể ngửi một cách dễ chịu người sử dụng sẽ được ngửi mùi thơm từ những bông hoa thông qua hệ thống đường ống dẫn khí trong khi đó một ống thứ hai sẽ loại bỏ các mùi khó chịu bạn thiết kế hình dung khái niệm về nhà vệ sinh này như một nơi để nghỉ ngơi nạp lại tinh thần và thải ra những thứ không mong muốn nhìn thì đơn giản nhưng hiện căn nhà vệ sinh độc đáo này có giá trên trang web là khoảng 3.000 euro tương đương khoảng 120 triệu Việt Nam đồng Khung cảnh đêm ở Toledo được công nhận đẹp nhất thế giới. Nằm trên đỉnh núi của trung tâm Tây Ban Nha với ba phía được bao bọc bởi sông Tagus, Toledo, từng là thủ đô của Tây Ban Nha cho đến thế kỷ thứ 16. Đây là nơi sinh sống của người Do Thái, Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo trong nhiều thế kỷ. Đôi khi nó còn được gọi là thành phố của ba nền văn hóa. Ngày nay, thành phố Toledo là một điểm đến phổ biến bởi sự phong phú của nghệ thuật lịch sử và kiến trúc, khiến du khách có cảm tưởng như quay lại thời đế quốc La Mã. Mới đây, thành phố thời trung cổ Toledo của Tây Ban Nha đã được Cục Công ước và Văn phòng Du lịch Nhật Bản công nhận là nơi có tầm nhìn toàn cảnh về đêm đẹp nhất thế giới. Thành phố có thủ đô Madrid của Tây Ban Nha chưa đầy một giờ đi xe, gần đây đã thay đổi hệ thống chiếu sáng thành phố truyền thống sang đèn LED hiệu quả hơn. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến nó nhận được sự công nhận. Với bề dày lịch sử hơn 2.000 năm, Toledo đã trở thành một biểu tượng của sự cổ kính ngay giữa lòng đất nước Tây Ban Nha. Năm 1986, Toledo được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới Thành phố Toledo là sự lựa chọn hoàn hảo cho những du khách yêu vẻ đẹp hoài cổ và muốn khám phá những kiến trúc phản phất hương vị dị vãng xưa. Toledo được biết đến với truyền thống làm kiếm lâu đời là một trong 15 thành phố di sản thế giới của Tây Ban Nha. Webtoon lấy cảm hứng từ BTS đạt 15 triệu lượt xem trong vòng 48 giờ. Không phụ sự mong đợi của khán giả, Webtoon lấy cảm hứng từ BTS, Seven Face Chuck Ho đã trở thành bộ truyện hot hit ngay lập tức vượt mốc 15 triệu lượt xem chỉ 2 ngày sau khi phát hành vào ngày 15 tháng 1. Đây là con số kỷ lục của một webtoon mới, được cổng thông tin trực tuyến Naver của Hàn Quốc công bố. Seven Face Ho là một câu chuyện giả tưởng đô thị với sự góp mặt của 7 thành viên BTS trong vai các nhân vật hư cấu. Bộ truyện xoay quanh 7 thợ săn quái vật được gọi là Jack Ho, những người hợp lực để trả thù cho những người thân yêu của mình. Tên của webtoon Ho bắt nguồn từ Jack Ho Gapsa, được sử dụng thời vương quốc Joseon năm 1392 đến năm 1910 và dùng để chỉ một nhóm thợ săn hổ chuyên nghiệp được thành lập vào năm 1421 bởi vua Sejong, người phát minh ra bản chữ cái Hàn Quốc Hangul. Chắc cô gấp xa ban đầu chỉ được tạo thành từ 20 thợ săn gan dạ, nhưng số lượng đã tăng lên 440 trong thời kỳ cai trị của vua Song vào năm 1469 đến năm 1494. Tổng giám đốc 2, Hoan Bo Sang U, cho biết trong một cuộc họp trực tuyến hồi tháng 11 năm ngoái rằng, Tiêu đề của bộ truyện diễn giải một câu chuyện dân gian Hàn Quốc theo cách đặc biệt, mang lại sức sống mới cho câu chuyện. Mặc dù một số người hâm mộ đang phản ứng tiêu cực và chỉ trích công ty quản lý của BTS Hive vì sử dụng quá mức tài sản trí tuệ của BTS, nhưng những người khác lại hết sức ủng hộ, ca ngợi câu chuyện hấp dẫn và phong cách vẽ bắt mắt của bộ truyện. Mèo nỉ siêu thật dưới bàn tay nghệ sĩ Nhật Bản Từ bản sao nhãn cầu của mèo làm từ thủy tinh, tai làm từ những mảnh len nhỏ xíu và râu mèo thật, vân vân từng bộ phận được nghệ nhân Nhật Bản, người có tên là Sachi, một bậc thầy trong chế tác, ghép lại với nhau một cách khéo léo, tạo chân dung 3D mèo chân thật đến mức mà bạn không tin được. Sachi sử dụng vài thủ thuật để làm cho những bức chân dung mèo trong thật và chính xác hơn, mà cô ấy gọi là Wakuneko, được dịch trực tiếp là khung mèo làm mẫu và cô hiện có một trang web cùng tên. Cô ấy sử dụng ít nhất hàng chục sắc thái cùng màu của len lông cừu, từ khoảng 200 loại và màu sắc khác nhau của vật liệu mà cô ấy sở hữu để đầu tư cho bức chân dung sẽ có kết cấu giống hệt lông mèo thật. Trước khi chế tác, cô ấy sẽ xem hàng chục bức ảnh của con mèo thật mà cô ấy muốn nhân bản để kiểm tra kích thước của từng bộ phận trên khuôn mặt và màu sắc của bộ lông để có thể chuẩn bị các vật liệu cần thiết. Mất ít nhất 10 ngày chỉ để chuẩn bị phần nền của bức chân dung, bao gồm cả tai, trước khi cô ấy bắt đầu gắn thêm nỉ lên đó để tăng thêm chiều cao và chiều rộng cho khuôn mặt, đặc biệt khó nhất là đôi mắt. Tôi nghĩ rằng khoảnh khắc mà linh hồn của con mèo được thể hiện sống động qua các tác phẩm nghệ thuật chỉ khi được thể hiện qua đôi mắt. Vì vậy tôi đã rất đặc biệt chú ý về cách tạo ra đôi mắt. Cô ấy trộn sơn acylic khác nhau trên một bản nhựa phủ cát kết hợp với một viên thủy tinh bán cầu nhỏ và tạo mắt. Trông có vẻ dễ, nhưng đôi khi quá trình này có thể mất đến một tuần. Vì vậy đã hoàn thành một bức chân dung, trung bình phải mất 10 giờ mỗi ngày trong cả tháng. Hiện cô có gần 600.000 người theo dõi trên toàn thế giới trên tài khoản Instagram và Youtube của mình. Tuy nhiên, Chi không muốn tiết lộ giá của các tác phẩm nghệ thuật của mình. Cô hy vọng sẽ tổ chức một buổi triển lãm để giới thiệu nhiều loài mèo khác nhau, bao gồm cả những chú mèo bị khuyết tật về thể chất để có thể truyền cảm hứng cho nhiều người nuôi mèo hơn. Hy vọng rằng với những thông tin có trong chương trình ngày hôm nay, anh em đã có những phút giây giải trí thật là bổ ích nhé. Và đừng quên chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện kỳ lạ, những sự thật thú vị mà anh em biết được ở bên dưới phần comment nhé. Còn nữa, hãy nhớ subscribe ngay kênh Thế Giới Đó Đây để đón xem những tin tức đặc biệt, nóng hổi, vô cùng thú vị và hấp dẫn mỗi ngày nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiếp theo của Bất Ngờ Chưa.